Nó quay trở lại clip là mình nha, mình HZ đây. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với clip về series những con hàng ngon ở từng mức giá. Ngày hôm nay thì vị trí mình lựa chọn sẽ là vị trí CDM nhá. Tính ra cái vị trí CDM này nhiều anh em còn kiểu bảo mình làm nhiều hơn cả vị trí CM mà mình làm hôm qua. Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay mình mới cập nhật được. Vị trí CDM thì nó cũng khá là quan trọng với những anh em nào chơi những cái sơ đồ có cái vị trí này. Và các cái mức giá thì như lần trước thôi, chúng ta sẽ đến với những mức giá từ rất rẻ này, là tầm khoảng loanh quanh khoảng 1 triệu nhá, có thể hơn một chút hoặc là thấp hơn một chút. Rồi đến mức giá vừa thì nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 2 đến 5 triệu. Mức giá cao thì sẽ là 6 đến 11 triệu. Và tầm khoảng giá cao nhất luôn, tầm những con hàng chất lượng nhất ở thời điểm này thì sẽ là những con hàng có mức giá cao anh em nhá. Và tất nhiên rồi, những cái clip như này thì mình cũng góp nhặt từ các nơi ở trên các cái rank người ta sắp xếp này, các cái bảng xếp hạng. Tuy nhiên thì nó cũng mang tính chủ quan của mình phần nhiều nữa. Thế nên là có gì thì anh em cứ đóng góp ý kiến tích cực anh em nhé. Và mình cũng sẽ cố gắng làm nó tương đối nhanh một chút, bởi vì nhiều anh em nói là mình nói hơi nhiều. Nên là mình sẽ cố gắng rút gọn nhanh hơn trong cái clip này để xem thật là anh em thích cái kiểu nhanh như này hay là thích kiểu phân tích kỹ hơn nhá. Ok, bây giờ chúng ta đến với cái mức giá rất rẻ đã nhá. Con hàng đầu tiên mình lựa chọn sẽ là Zakaria với phiên bản Welcome ZC với mức vào 85. Với con hàng này thì mình thấy là tạm được này, nói chung là cái tầm tiền khoảng 1 triệu này có con Zakaria này thì cái thể hình nó rất là tốt và cái bộ chỉ số nó cũng rất là ok. Ngoài ra thì cái tốc độ mình đánh giá cũng khá là ổn trong cái tầm tiền này. Cái điểm mạnh con này thì là cái khả năng đánh nhau thôi nha, và tuổi nó cũng còn trẻ nên là cái strength nó cũng rất là tốt. Để chết ẩn thì cũng không có con nào đâu, không có phần nào đâu. Tuy nhiên thì với một con hàng mà cái rate 2 và 2 thì mình nghĩ là nó sẽ không phải là cái kiểu CDM giữ vị trí đâu anh em, lưu ý cái điều này nhá. Tiếp theo sẽ là American với phiên bản UEFA Champions League ở over 84. American thì nó là một con CM nhưng mà nó kiểu hơi giống CM một chút. Tức là cái chỉ số của nó toàn diện, kể cả cái khoản hỗ trợ tấn công đấy anh em nhá. Đấy, và về trade ẩn thì nó sẽ có khá là nhiều, ví dụ như là tắc bóng này, rồi sút xa và chuyền dài. Nói chung là về trade ẩn thì mình phải nói là con cao này một trong con ngon. Và cái rate của nó cũng rất là ổn định, tức là cái rate tấn công chỉ là medium thôi và phòng thủ là 2 thì sẽ giữ vị trí tốt hơn. Nói chung con American là con mình đánh giá rất cao trong cái tầm tiền 1 triệu anh em nhá. Mà nó còn dưới 1 triệu rất là nhiều, nó chỉ có 300-400 thôi. Thì anh em hoàn toàn có thể mua mức rank 1 hoặc mức rank 2 về nhá. Tầm khoảng 1 triệu 3 thì anh em có thể lựa chọn con hàng Limer, cũng là một cầu thủ đến từ cái sự kiện Welcome FC. Với Limer thì mình thấy là đây là một con hàng mà được tương đối nhiều anh em sử dụng ở thời gian trước. Tuy nhiên đến thời điểm này thì đã ít anh em sử dụng hơn rồi. Về cái thể hình thì mình không đánh giá quá cao con hàng Limer này đâu. Tuy nhiên thì như mình có nói rồi, các cái bộ chỉ số của cầu thủ này cũng tương đối đồng đều, chỉ có dứt điểm là nó hơi thọt đi một chút thôi. Ở về trade ẩn thì nó cũng có những cái như là tắc bóng này, một cái rất là phù hợp với những con hàng CM, bởi vì CM thì sẽ cần những cái trade tắc bóng sớm nhé. Và cái rate của nó thì khá là giống con American là medium và 2. Con hàng này thì có mức giá lên quanh khoảng 1 triệu 3 anh em nhé. Tầm lên tầm tiền một chút nhé, lên khoảng 400, nó hơi chênh khoảng 1 triệu một nhiều ấy. Thì khoảng 1 triệu 4, 1 triệu 3 gì đấy anh em sẽ có thể chọn con hàng Alvarez. Thì đây là con hàng mà thực ra là cũng khá là nhiều anh em được nhận free ấy. Con hàng này thì bản chất thì mình thấy là nó tạm ổn thôi nhá, mặc dù cái bộ chỉ số của nó là overdrop lên 88 nhưng mình cũng thấy là nó cũng chỉ ngang những con hàng như kiểu là MDK này các thứ thôi. Thì nói chung là xét về cái điểm mạnh của con hàng này là gì thì mình thấy là cái thể hình nó tương đối tốt này. Tiếp theo là những cái chỉ số về mặt phòng thủ của con hàng này thì mình giá rất là cao. Tuy nhiên thì cái khoản mà kiểu như là hỗ trợ tấn công các thứ thì con hàng này đúng là kiểu là không quá nổi bật đâu. Và cái tốc độ mặc dù 70 nhưng mình thấy là tốc độ như thế là khá ổn nhá, chạy trong game khá là ok. Con hàng Alvarez này thì nó sẽ có một cái điểm mà khá là nhiều em thích, tức là nó sẽ đá kiểu rất là giữ vị trí đó, bởi vì là cái rate attacking của nó chỉ là lâu thôi, trong khi là defending là 2. Và trade lần thì có đánh đồ mạnh cũng như là tắc bóng, nói chung là đều rất là ok với con hàng Alvarez này. Một con hàng có mức giá rất rẻ là thôi chính là Torreira. Torreira anh em nên mua cái tầm tiền khoảng mức rank 2 gì đấy nhá, mức rank 2, mức rank 3 gì đấy. Con Torreira này về phong cách đá thì nó tương đối là giống với con American, tức là nó khá là toàn diện. Nói chung thì con Torreira mình đánh giá cao ở hầu hết các cái điểm nhá, đặc biệt là những cái khoản như tắc bóng hay là kèm người. Tuy nhiên thì con này có một cái điểm yếu chết người mà nếu anh em chơi anh em cần phải đánh đổi, đó chính là cái thể hình nó rất nhỏ ấy. Nhưng mà nó điều tiết bóng tương đối tốt, nói chung con này là một con toàn diện từ cái việc là tắc bóng khá ok này. Tắc bóng thì nó không liên quan nhiều đến thể hình đâu anh em ơi, quan trọng là cái phán đoán và cái reaction của cầu thủ thôi. Rồi cái khả năng điều tiết trận đấu này, khả năng truyền bóng rất là ok này, rê bóng, xử lý bóng rất là mượt mà. Tuy nhiên cái khả năng tranh chấp và cái thể hình của nó thì rất là thấp kém luôn. Nên là anh em chơi anh em để ý con hàng này nhá. Chúng ta sẽ phải đánh đổi cái việc là tranh chấp sẽ không thể bằng được những con hàng khác. Tuy nhiên sẽ có một con hàng luân chuyển bóng tốt, điều tiết lối chơi tốt. Thì mình nghĩ là nếu anh em mà chơi những sơ đồ có 2 CM thì nên chọn con Torreira này anh em nha. Cái tên cuối cùng mình muốn đưa ra trong cái danh sách rất rẻ này thì mình sẽ đưa ra con hàng Anguissa nhá. Với phiên bản 85 của Champions League.
Ở đây có lẽ là con hàng mà mình vote là anh em nên chơi nhất ở trong tầm mức giá rất rẻ nhá. Đây, con hàng nên chơi nhất này. Bởi vì thứ nhất là con hàng này toàn diện, nó có thể hình khá ok này. Tốc độ tốt, khả năng truyền bóng, rê bóng đều ở mức ổn, khả năng phòng thủ con này thì quá ok rồi. Tắc bóng cực kỳ hay anh em nha. Và cái trade ẩn của con hàng này là high và medium. Thì nói chung là với một con hàng CM trade ẩn như này thì thực ra là nó kiểu nó hơi bị sai sai đúng không? Thế tuy nhiên thì mình thấy là nhìn chung thì chúng ta có thể chấp nhận được so với những cái chỉ số và những cái tầm tiền mà con hàng này cho anh em. Đấy, con hàng này sẽ không kiểu là một CM giữ vị trí đâu, nó cũng sẽ bóc xuống bóc ấy, hơi bóc xuống bóc một chút, kiểu lao lên nhiều, hỗ trợ hai CM bên trên hoặc là hỗ trợ những cái cầu thủ bên trên. Nó rất hay bỏ vị trí, nếu anh em đánh đổi được thì nên chơi con này nhất, bởi vì con hàng này chỉ số này rồi đến tất cả mọi thứ là nó đều mình cảm thấy đều ngon nhất luôn. Thế còn nếu mà anh em mà xác định mà chơi một con hàng CM mà thiên hướng kiểu như là giữ vị trí ấy thì anh em không nên chọn nha. Tùy, nói chung là như Anguista thì cũng giống kiểu Torreira, cũng nên chơi những sơ đồ của hai CM thì nó sẽ phát huy được tối đa cái sức mạnh của cầu thủ này. Tầm mức giá vừa, tầm tầm khoảng 2 đến 5 triệu thì cầu thủ đầu tiên mình lựa chọn sẽ là Ramirez nhá. Ramirez thì là một cầu thủ đến từ Brazil. Với cái chỉ số 86 thì mình đánh giá cầu thủ này có tốc độ rất là tốt này. Các cái chỉ số thì nó khá là đồng đều, anh em mới thấy ở đây rồi. Thể hình thì 1m79 hay 69 thì thực ra cũng không phải là một thể hình quá tốt đâu, nhưng mà mình thấy là cũng tạm được. Nói chung nói là thể hình con này ngon thì cũng không hẳn là ngon đâu, nhưng mà xét chung các cái bộ chỉ số thì mình đánh giá khá cao. Và con này cũng là một kiểu CM mà nó hỗ trợ các cái vị trí xung quanh nhiều, nên là nó cũng sẽ không phải là con CM giữ vị trí đâu. Anh em chơi Ramirez thì sẽ phải để ý cái điều đấy. Tonali sang cái tên tiếp theo mình lựa chọn với mức tầm tiền khoảng 4 triệu rưỡi với phiên bản này. Con Tonali này thì được khá là nhiều anh em sử dụng ở cái tầm tiền này anh em nhé. Với một con hàng CM mà cái thể hình khá ổn, bởi vì người trong game này khá là đầm, tốc độ tốt này, khả năng hỗ trợ tấn công ok, khả năng truyền phát triển bóng tốt, điều tiết tốt, khả năng phòng thủ tốt, nói chung thì khá là toàn diện đấy. Và về trade thì nó cũng có những cái như tắc bóng, truyền dài hay là team player này. Trade thì cũng rất là đẹp ở mức medium và high. Con này là mình vote rất là cao trong cái tầm tiền này. Lên tầm over 87 chúng sẽ lựa chọn là Touré. Với cầu thủ này thì có lẽ đây là cái con hàng mà xứng đáng là anh em chơi nhất ở trong cái tầm tiền 2 đến 5 triệu rồi. Thực ra thì con này với Tonali thì thực ra là mình thích chơi Tonali hơn, bởi vì khả năng luân chuyển bóng của Tonali tốt hơn. Nhưng với Touré thì nó sẽ có thể hình tốt hơn này, đấm nhau ok hơn, sức mạnh tốt hơn. Bộ chỉ số cũng rất là đồng đều, không thua gì so với con Tonali đâu. Và con Zara Touré thì có khả năng sút xa rất là tốt. Nói chung con hàng này thì toàn diện rồi, ở vị trí CM, create là medium và medium. Trade thì có rất là nhiều như là sút xoáy này, tinh tế này, sút xa này, nhạc trưởng các thứ này. Nói chung là nó sẽ một con CM mà có khả năng vụt chân tầm xa rất là ok nhá. Thì con hàng này và con hàng Tonali là hai con hàng mình đánh giá cực kỳ cao trong cái danh sách này. Tiếp theo là đến với con hàng Petit nhá. Con hàng Petit này thì thực ra là khá là ít anh em chơi. Nói chung là con Petit này đang hơi bị ghẻ lạnh ở thời điểm này, nhưng mà nhìn chung mình vẫn cảm thấy con hàng này đá được ở cái tầm tiền này. Với một con hàng icon và chúng ta có thể hình ok này, khả năng tắc bóng tốt này, trong phòng thủ ok, tốc độ và những cái chỉ số liên quan đến dứt điểm, chuyền bóng, rê bóng thì đều ở mức khá ổn. Trade thì sẽ là 2 và 2 thì nó cũng sẽ hơi giống con Ramirez một chút. Tuy nhiên thì anh em đánh đổi được thì có thể chơi con này. Và có một cái là chút xa, nói chung là tầm 4 triệu anh em trải nghiệm con icon như Petit thì mình đánh giá là hợp lý với anh em. Vị trí cuối cùng mình đưa ra trong danh sách này sẽ là hai cái tên luôn nhá, cả Desailly và Makelele. Nói trước về Makelele một chút. Với Makelele thì mình thấy là con hàng này tương đối về phong cách chơi, mình thấy tương đối là giống với con hàng Ramirez. Tuy nhiên thì con hàng này nó sẽ là một con hàng mà nó giữ vị trí tốt hơn con Ramirez. Nên là nếu anh em mà thích kiểu giữ vị trí thì có thể chọn Makelele nhá, còn thích mà kiểu di chuyển rộng thì có thể chọn Ramirez. Còn một cái tên còn lại ở trong danh sách thì mình sẽ chọn Desailly. Thì ra Desailly là một cái con hàng mà thì mình đánh giá tầm khoảng 2 đến 5 triệu thì con này không thể sánh được với Tonali này, với Touré hay là với Petit đâu, cá nhân mình nhá. Nhưng mà bù lại một cái thì con hàng này có cái khả năng phòng ngự tốt hơn so với những con hàng còn lại. Nó chỉ khả năng phòng ngự tốt hơn thôi. Còn những bộ chỉ số khác từ chuyền bóng, rê bóng, xử lý bóng thì mình đánh giá khá là tệ. Nên là nói chung thì tùy con hàng này anh em, là nếu mà cần một con CM mà chỉ có chuyên về phòng thủ ấy thì có thể chọn được Sally, bởi vì con này kể cả nó đưa xuống FCB cũng được. Đấy, còn nếu mà cần một con hàng CM làm được nhiều việc hơn như kiểu là luân chuyển bóng, điều tiết lối chơi, chuyền bóng, rê bóng, xử lý bóng, rút xa các thứ thì mình không khuyên anh em chọn được Sally. Nhưng mà con này trong danh sách này là cái con có khả năng phòng thủ tốt nhất. Bây giờ chúng ta đến với tầm tiền cao một chút, từ 6 đến 11 triệu. Thực ra cái tầm tiền này thì hơi ít những cái con hàng để mình lựa chọn nhá. Đầu tiên mình sẽ chọn Philipp Lahm. Philipp Lahm thì cái phong cách chơi của con hàng này tương đối là kiểu đúng là cái kiểu mà anh em sẽ có một con CM mà nó điều tiết bóng tốt, nó truyền chọn ok, cái tầm nhìn nó tốt, bao quát sân, đá một cái vị trí CM giống kiểu Frankie de Jong ở ngoài đời. Kiểu như thế, nó không phải là một con CM mà
tắc bóng quá hay, phòng thủ quá hay, thể hình quá hay, tất cả mọi thứ liên quan phòng thủ con hàng này ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ là một con hàng điều tiết lối chơi rất là tốt, cầm nhịp trận đấu rồi là chuyền bóng phản động tấn công rất là ok. Thì tùy vào phong cách chơi, bởi vì CM thì nó có nhiều kiểu nên anh em nào thích cái kiểu phong cách chơi CM như này thì anh em có thể chọn nhá. Nó khá là giống với Frankie de Jong hoặc là Sergio Busquets ở ngoài đời. Thế là mình sẽ chọn là Xabi Alonso, thì có lẽ Xabi Alonso sẽ phù hợp hơn. Có lẽ là cũng là ngon ở cái tầm tiền 6 đến 11 triệu này rồi. Với một con hàng mà thể hình ok này, bộ chỉ số thì khá là đồng đều. Tất nhiên thì những con hàng icon này thì mình thấy là chỉ số thường thấp hơn so với những con hàng sự kiện. Bởi vì con hàng những con hàng này thường sẽ ra đầu tiên. Trade của con này là 2 và 2. Trade ẩn thì có sút xa và chuyền dài, còn work rate là 2 và 2. Nhìn chung Xabi Alonso là một con hàng tương đối là dễ để anh em có thể chơi. Đó, một cái phong cách chơi của con hàng này khá là đơn giản. Tuy nhiên thì với cái tầm tiền này, với mức 189 này thì cũng có khá là nhiều những anh em sẽ lựa chọn những con hàng khác. Cá nhân mình thì mình thấy là Xabi Alonso nó thể hiện tương đối là vừa đủ. Đấy, cái điểm tương đối là vừa đủ để anh em có thể chơi lâu dài. Thì mình nghĩ là Xabi Alonso cũng là một cái tên xứng đáng để anh em chơi vì nó toàn diện anh em ơi. Từ phòng thủ cho đến luân chuyển bóng điều tiết thì nó đều khá là toàn diện. Để cho cái phong cách chơi của anh em phong cách nào cũng có thể chơi được. Vị trí trong cái danh sách cao, mức giá cao 6-11 triệu này cuối cùng mình sẽ chọn Ramirez thôi. Thực ra thì nó cũng khá là giống con Ramirez bản Hero thôi. Tuy nhiên thì bản này thì nó sẽ update hơn một chút về bộ chỉ số. Đấy, còn lại mọi thứ thì đều tương tự thôi nha, chỉ có update hơn bộ chỉ số thôi. Đấy, thì mình vẫn lưu ý anh em là Ramirez thì nó sẽ không kiểu giữ vị trí quá tốt đâu, nên là anh em chơi thì phải chấp nhận đánh đổi nhá. Đấy, còn thích chơi những con hàng có vị trí giữ vị trí ok hơn thì anh em có thể lựa chọn những cái tên khác. Và chúng ta đến với danh sách best ở trong tầm tiền nhá. Thực ra cái danh sách cao thì có một vài con hàng nữa, nhưng mà mình thấy là cái lượt đánh giá của anh em nó chưa đủ nhiều để có thể đem vào danh sách nên tạm thời bỏ qua. Đấy, nói chung là anh em có thể chơi, ví dụ anh em có tầm tiền cao nhá, thì em có thể chơi tầm tiền vừa 2-5 triệu cho anh em mua những con hàng đấy, và anh em mua những cái bản rank 1, rank 2 vẫn ok hơn so với những con hàng cao còn lại, bởi những con hàng cao còn lại mình thấy là không quá ngon. Còn đến với danh sách best ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái tên đầu tiên là Mascherano phiên bản 92. Con hàng này thì thực ra cái điểm mạnh nhất của Mascherano ấy, nó là khả năng tắc bóng anh em ạ, là khả năng tắc bóng, đọc tình huống này, mọi thứ liên quan đến cứ kiểu tắc bóng, lấy bóng là con hàng này rất tốt nhá, cứ kiểu kiểu đấy. Rồi cái khả năng kèm người con hàng này cũng rất là ok. Thể lực thì mình đánh giá cũng cao với một cái stamina 4.5. Còn liên quan đến chỉ số dứt điểm thì mình nghĩ là không có quan trọng đâu, bởi vì CDM với mình không có quan trọng dứt điểm. Sút xa thì mình đã có CM rồi. Trade của nó thì có tắc bóng và có chuyền dài rất là ok, mình rất là thích những con hàng có hai cái trade này. Và work rate của nó là lâu và hai này giữ vị trí rất tốt. Nói chung đây là một con hàng mình rất là thích anh em nhé. Mascherano với mức giá khoảng 20 triệu. Tiếp theo nữa mình sẽ lựa chọn là Touré. Tất nhiên là trong danh sách này mình cũng không sắp xếp thứ tự đâu nhá, chỉ liệt kê ra thôi nhá. Không nhiều anh em lại bảo là Touré ngon hơn Mascherano này nọ các thứ, mình chỉ liệt kê thôi. Touré thì phiên bản này nó cũng nâng cấp hơn so với phiên bản vừa Over 87 thôi. Chỉ số nâng cấp lên tương đối nhiều và in game cũng hay hơn rất là nhiều. Còn trade ẩn các thứ thì nó cũng tương tự, nó cũng có rất là nhiều. Một trong những con hàng CM có nhiều trade ẩn nhất. Nó rất là vô anh em chơi con hàng Touré nhá. Cầu thủ tiếp theo mình sẽ lựa chọn là Kimmich anh em nhá. Với con hàng Kimmich này thì cái phong cách chơi của con hàng này thì đúng kiểu là như kiểu Philip Lam luôn. Sẽ là một con CM kiểu điều tiết các thứ nó rất là tốt, nhưng mà con hàng Kimmich này cái khả năng phòng thủ của nó cũng rất đáng gờm nhá. Chứ không phải là khả năng phòng thủ kém đâu. Tắc bóng là liên quan đến thu hồi bóng của con hàng Kimmich này rất tốt. Ngoài ra tốc độ cũng khá ok, chuyền chọt thì phải nói là với Kimmich là một trong con hàng CM chuyền chọt tốt nhất rồi. Rê bóng cũng mượt mà, stamina là 5 vạch nên là đá cũng rất là bon ở những giai đoạn cuối. Dù với Kimmich thì mình đánh giá cao, nhưng mà cái rate và cái phong cách đá của cầu thủ này thì nó sẽ không giống kiểu CDM thuần túy. Nên là nếu anh em xác định chơi thì phải chấp nhận nhá, và phải quen được với cái kiểu CDM đấy. Còn đa phần chúng ta chơi CDM sẽ thích kiểu thuần túy, là kiểu giữ vị trí và kiểu phòng thủ mạnh. Tiếp theo nữa mình sẽ lựa chọn là Xabi Alonso nhá. Xabi Alonso thì bản này cũng giống với bản cao thôi, chỉ có điều là mức giá nó cao hơn với tầm R92. Cái bộ chỉ số thì nó cũng nói chung là Over 92, nhưng mà cái chỉ số anh em mình thấy là cũng chưa hẳn là quá cao đâu. Nên là thực ra là đưa con Xabi Alonso này vào mình cũng rất là lăn tăn, bởi mình từng đá Xabi Alonso rồi và bây giờ trong đội hình của mình vẫn còn Xabi Alonso đá rất là tốt, nhưng mà mình thấy Over 92, nhưng mà các cái chỉ số gốc thì nó khá là thấp anh em nhỉ. Thường các chỉ số gốc này nó khá là thấp, nhưng mà nói chung thì Xabi Alonso đá này khá là toàn diện rồi, anh em hoàn toàn hay chơi nhá. Cá nhân mình cũng đang trải nghiệm con hàng 92 này. Tiếp theo nữa mình sẽ lựa chọn Rodri nhá. Rodri thì nó là một cái con CM mà mình nghĩ là tuyệt vời, gần như tuyệt vời nhất ở trong game ở thời điểm này. Với một cái bộ chỉ số mà mình phải nói là nó khá là toàn diện. Cái pay của con này chỉ có 59, nhưng mà cảm giác ở trong game nó sẽ lên đến 70-71 anh em nhé. Nó không chậm đến cái mức 59 đâu. Khả năng dứt điểm từ xa con hàng này quá tốt. Khả năng chuyền bóng, rê bóng, phòng thủ rồi là sức mạnh đều rất là ok với cái tầm tiền này. Trade thì có những cái như chuyền dài và sút xa, và cái rate cũng là medium và high. Nói chung Rodri thì nó khá là ok, nó khá là toàn diện.
trong cái tầm tiền này. Nó sẽ là một con hàng mà mình nghĩ là cạnh, về phong cách đá thì nó khá là cạnh tranh với con hàng Zatatore. Thì tùy vào anh em thích cầu thủ nào hơn thôi. Mình thì mình vẫn thích Rodri hơn so với Zatatore, nhưng mà công bằng mà nói thì Torre nó vẫn nhỉnh hơn một chút anh em nhé, nhỉnh hơn một chút, đặc biệt là cái khoản tốc độ. Tiếp theo cầu thủ mà mình đánh giá cao nhất ở trong tầm tiền này thì mình sẽ chọn Lothar Matthäus. Với Lothar Matthäus thì cái tầm tiền nó cũng ngang với Xabi Alonso, mình nghĩ là sẽ ngon hơn Xabi Alonso, bởi vì Xabi Alonso thì nó sẽ có một cái thiên hướng là vẫn thiên hướng hỗ trợ tấn công. Còn với Lothar Matthäus thì mình thấy là cái khả năng phòng thủ của cầu thủ này nó tốt hơn so với Xabi Alonso khoảng 20-30% đấy, khoảng vài điểm đấy. Cái là phòng thủ thôi nhá. Còn về tốc độ này, dứt điểm, truyền bóng, rê bóng hay là xử lý bóng các thứ, con này vẫn rất là ok. Stamina cũng là 5 vạch. Tuy nhiên là con này cũng giống với Xabi Alonso là nó cũng là một cái trade 2 và 2. Đấy, cái rate 2 và 2 này thì đa phần cũng kén anh em chơi. Anh em thường sẽ thích là medium 2 hoặc là low 2 với những con CDM. Tuy nhiên mình thấy là cũng không hẳn là quá là bỏ vị trí đâu, bởi vì Matthäus mình cũng đã từng được trải nghiệm rồi. Trước lần thì có cái tắc bóng và cái chút xa mình thấy rất là cao. Thì trên đấy là tổng quan về những con hàng CDM ngon ở từng cái mức giá, từ rất rẻ cho đến mức giá best, mức giá cao nhất. Và tất nhiên là những cái này như mình nói là cái góp nhặt của mình cũng như là cái ý kiến chủ quan phần nhiều nữa. Còn có rất nhiều con hàng khác cũng ngon, nhưng mình cảm thấy chưa đủ để có thể vào danh sách này, bởi vì mỗi một cái khung giá thì mình chỉ chọn khoảng 5-6 cái tên thôi. Nên là có những con hàng nào anh em hoàn toàn có thể đóng góp tích cực ở phía bên dưới để cho anh em khác tham khảo nhé. Còn bây giờ thì clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Bye bye.